Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Kiến Thức Game. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trải nghiệm mẫu tàu ngầm huyền thoại được bán bằng tiền tệ bạch kim duy nhất ở trong game tàu chiến hiện đại. Đó là mẫu tàu ngầm RF Attack 941 bit. Đây là mẫu tàu ngầm được kết hợp với tàu sân bay. Đây là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Nga, được trang bị vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm cả dưới nước và kể cả trên mặt nước. Và tàu ngầm này được trang bị 2 tên lửa và 1 máy bay tấn công cường kích và được trang bị 5 vũ khí phòng không. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua con tàu ngầm này với giá bán 250 bạch kim. Và trong phiên bản 0.58 các bạn có thể trải nghiệm mẫu tàu ngầm này bằng cách click vào biểu tượng chìa khóa để trải nghiệm mẫu tàu ngầm này. Bây giờ mình sẽ tiến hành trang bị vũ khí cho con tàu ngầm này bằng trang bị T3. Đầu tiên tên lửa mình sẽ trang bị tên lửa P800 Onyx đầu đạn chùm huyền thoại. Ống phóng ngư lôi mình sử dụng F-21 Artemis. Máy bay tấn công cường kích mình sử dụng Panzerspasser Q-Squid huyền thoại. Vũ khí phòng không mình sẽ trang bị súng laser năng lượng cao Oerlikon HL. Và trang bị phòng không cuối cùng mình sử dụng vũ khí phòng không laser ANS ED3. Bây giờ mình sẽ vào trận đấu để trải nghiệm mẫu tàu ngầm huyền thoại này, mời tất cả các bạn cùng theo dõi.